Xin chào các bạn, rất nhiều sinh viên Việt Nam coi Singapore là lựa chọn hàng đầu khi có ý định du học bởi chi phí học tập hợp lý, bằng cấp quốc tế và vị trí địa lý rất gần với Việt Nam. Do đó, phụ huynh có thể thăm con em mình bất cứ lúc nào không cần tốn thời gian và công đoạn xin visa. Và hôm nay, công ty Tân Đại Dương xin chia sẻ chi tiết một ngôi trường được đánh giá rất cao tại Singapore, đó là trường BSB Academy. Chương trình tiếng Anh tại trường BSB Academy với 5 cấp độ đào tạo và mỗi cấp độ là 2 tháng rưỡi. Học phí cho mỗi cấp độ là 2.140 cho đến 2.675 đô la Singapore, tương đương là 34,2 cho đến 42,8 triệu Việt Nam đồng. Tùy tùy vào khả năng của mỗi sinh viên mà nhà trường sẽ có bài kiểm tra đầu vào để đánh giá khả năng học sinh và xếp lớp học phù hợp nhất. Thì trường BSB Academy kết hợp với một chương trình đào tạo với trọng tâm là kiến thức và kỹ năng thực tế để sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị những cái khả năng để thể hiện mình một cách đầy đủ và toàn diện nhất về nghe, nói, đọc, viết. Singapore là đất nước với sử dụng ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, giúp cho sinh viên được rèn luyện kỹ năng tiếng Anh thường xuyên và hòa nhập tốt với môi trường quốc tế. Các cư dân người Hoa, người Ấn và Mã Lai có thể giao tiếp với nhau một cách hiệu quả. Văn hóa muôn màu của Singapore đã tạo nên một trong những khu vực đô thị đa văn hóa nhất trên hành tinh. Và những cái điểm khác biệt và các lý do tại sao chúng ta nên chọn trường BSB Academy là điểm đến du học. Thì Học viện BSB Singapore được thành lập từ rất lâu, năm 1964, với gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Học viện BSB luôn là đơn vị giáo dục đứng đầu tại Singapore với những đánh giá cao từ chính phủ cũng như các tổ chức giáo dục về chất lượng đào tạo, môi trường học tập đa văn hóa. Các chương trình đào tạo tại trường BSB Academy đa dạng từ chứng chỉ, văn bằng, bằng cử nhân cho đến bằng sau đại học. Có nhiều chuyên ngành học khác nhau như là kinh doanh và truyền thông, tài chính và kế toán, kỹ thuật và công nghệ, khoa học đời sống, khoa học tự nhiên, du lịch và khách sạn và các khóa học tiếng Anh từ cơ bản cho đến nâng cao. Chương trình đào tạo bằng cấp cử nhân và thạc sĩ của BSB được cung cấp qua quá trình liên kết với các trường đại học đối tác hàng đầu lâu đời từ Úc và Vương quốc Anh như là Đại học Newcastle, được thành lập từ năm 1964 và được công nhận bởi chính quyền bang New South Wales của Úc. Newcastle nằm trong danh sách một trong 10 trường đại học đứng đầu của Úc, có tỷ lệ tiến sĩ cao nhất. Ngoài ra, trường còn được xếp hạng là trung tâm nghiên cứu lớn nhất của nước Úc. Và đối tác thứ hai của trường BSB Academy đó là trường đại học Edinburgh Napier của Anh Quốc. Đây là trường đại học hiện đại nhất của Scotland, được xếp hạng là trường đại học hiện đại hàng đầu tại Scotland. Sinh viên của trường được đào tạo từ các khóa học đa dạng, tạo cảm hứng cho sự tự tin, giúp ứng dụng tốt nhất cho môi trường làm việc sau này. Và hiện nay, trường BSB Academy đang có những cái chính sách học bổng rất là hấp dẫn. Đó là năm 2015, BSB Academy đã đưa ra chương trình học bổng trị giá 2.000 đô la Singapore, khoảng 32 triệu Việt Nam đồng cho khóa đại học và thạc sĩ. Khi đăng ký nhập học vào chương trình liên kết của trường Edinburgh Napier University của UK, thì sinh viên khi học tại trường BSB Academy thì tỷ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng rất là cao. Nhà trường có bộ phận hỗ trợ nghề nghiệp giúp cho sinh viên chuẩn bị cho nghề nghiệp của mình với các hội thảo huấn luyện nghề nghiệp và phát triển cá nhân, cho lời khuyên việc lựa chọn ngành nghề, đồng thời hướng dẫn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Và theo nghiên cứu, vấn đề việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp BSB Academy là 75% sinh viên của trường tìm việc thành công trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp. 94% sinh viên tốt nghiệp hiện tại đang có việc làm, công việc bán thời gian và toàn thời gian. Hơn 1/3 sinh viên tốt nghiệp tại trường BSB Academy được tăng lương và thăng tiến trong công việc. Và gần 50% sinh viên tốt nghiệp tại trường BSB được tuyển dụng vào các tổ chức danh tiếng. Và còn rất là nhiều chương trình khác rất là hấp dẫn tại Học viện BSB Academy Singapore. Để chi tiết hơn về thông tin của trường, các bạn có thể liên hệ đại diện tuyển sinh tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và hai địa chỉ còn lại là ở quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Và sau đây chúng ta hãy cùng trò chuyện với đại diện đến từ trường BSB Academy qua video clip này nhé. Rất vui vì tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học Singapore. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì công ty Tân Đại Dương có mời đến chị Dương Thị Thu Thủy là đại diện của trường BSB Academy Singapore để cùng cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất về học bổng năm 2015 cũng như là những hỗ trợ từ trường và tìm hiểu về thông tin về trường ra sao các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Thủy. Chào em. Thì lần đầu tiên chị có thể giới thiệu về cái trường BSB Academy cho tất cả các bạn biết được không ạ? Chị sẽ giới thiệu sơ về trường BSB Singapore thành lập năm 1964, đến bây giờ là hơn 50 năm, trong đó hiện nay là 72 ngành nghề
Trường BSB Singapore được kết hợp với nhiều trường đại học tiên tiến của thế giới. Thì em không biết là trường của mình liên kết với những trường nào nổi tiếng trên thế giới vậy thưa chị? Liên kết với Úc là trường Newcastle, La Trobe và Wollongong. Còn liên kết với Anh là gồm 4 trường, trong đó có Coventry, Edinburgh Napier, University of London, trường đại học thứ tư mà hiện nay trường mới liên kết đó là trường đại học Loughborough của Anh. Trường này đã xếp hạng thứ 7 bên. Dạ rồi, nếu vậy thì không biết là trường mình có những cái nhóm ngành nào cũng như là cái chương trình đào tạo từ các bậc ra sao vậy ạ? Hiện nay thì trường có đào tạo từ hai cấp bậc là bậc đại học và bậc thạc sĩ. Trong đó nhóm có 5 ngành, nhóm ngành nghề chính. Thứ nhất là tài chính ngân hàng, thứ hai là quản trị kinh doanh, thứ ba là ngành công nghệ thông tin và ngành kỹ sư, thứ tư là ngành công nghệ sinh học. Đây là một ngành mới được kết hợp với một trường nổi tiếng của Úc. Dạ rồi, thì không biết là các sinh viên Việt Nam của mình khi sang BSB á, thì thường chọn là cái nhóm ngành nào là cái ngành có cơ hội việc làm cao ạ? Cái nhóm ngành mà hiện nay cái cơ hội việc làm cao mà sinh viên Việt Nam mình hay chọn á, là ngành công nghệ thông tin, ngành kỹ sư. Các ngành đó thì học thời gian học lâu, đặc biệt học ngay tại trường Newcastle là tới 36 tháng. Học phí hơi cao nhưng ngành đó thì sau khi ra trường rất là dễ kiếm việc làm tại nước ngoài. Điều kiện đầu vào của trường thì không dễ nhưng cũng không khó lắm. Các bạn nếu mà tùy theo các bạn chọn theo nhóm ngành nghề, nếu mà ngành nghề thương mại là ngành dễ nhất, là hết lớp 10 là các bạn đã được trực tiếp vào học dự bị đại học của trường. Mà trong đó thì cái đầu vào mà khi mà xếp á, thì bắt buộc các bạn phải xếp theo trình độ ngoại ngữ. Ngoài cái học lực của Việt Nam mình như học bạ, các bạn học lớp 10 phải 7.0, lớp 11 là 6 chấm, lớp 12 là 6.0. Đó. Thì các bạn nếu mà đầu vào các bạn anh văn chưa có đạt chuẩn của trường thì được thi xếp lớp. Thi xếp lớp thì trong đó có 5 cấp độ. Các bạn cứ xếp lớp này thì vô học trước. Và giai đoạn đó học xong anh văn rồi mới đến giai đoạn dự bị đại học. Và nó chia làm hai giai đoạn. Xong dự bị đại học mình mới vô đại học trực tiếp. Dạ rồi, nếu vậy thì không biết đối với chuyên ngành mới như là ngành công nghệ dược hay là công nghệ sinh học thì cái yêu cầu đầu vào nó có khác gì với những cái ngành mình vừa kể trên không chị? Ngành mới như cái ngành công nghệ sinh học, công nghiệp dược và y sinh của trường đại học La Trobe hiện nay BSB có kết hợp á, thì đầu vào là cũng hết lớp 10. Các bạn cũng phải thi xếp lớp theo từng cấp bậc như chị Thủy mới vừa nêu xong. Đó là đặc biệt là anh văn phải là 5.5 mới được vô trực tiếp, nhưng mà chưa có thì mình phải cấp bậc từng lớp, trong đó mình có 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Nếu các bạn học lớp 10 Việt Nam thì thường sinh viên Việt Nam mình là xếp vào lớp 3, hầu hết hiện nay là như vậy. Thì khi lớp 3 thì mình phải học lớp 3, lớp 4, lớp 5, là 3 lớp và mỗi lớp là khoảng 2 tháng rưỡi. Và xong các lớp đó thì các bạn thi lên lớp thôi. Khi vô dự bị đại học thì không phải nộp bằng IELTS 5.5 mà chỉ thi lên lớp theo các lớp học của trường BSB thôi. Vì là chỉ cần có chứng chỉ anh văn của trường BSB là mình có thể vào cái chương trình dự bị. Đúng rồi. Dạ. Chương trình dự bị thì cũng theo, nếu các bạn học 10, các bạn đi theo thứ tự từ anh văn vô lớp 10 thì các bạn phải học foundation. Học trước tiên là 3 tháng đầu là certificate, sau đó 9 tháng là foundation. Xong các bạn vô học trực tiếp đối với lại trường ngành công nghệ sinh học là 24 tháng. Sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ lấy bằng của trường đại học La Trobe của Úc. Mà nếu các bạn muốn học 2 năm tại Singapore cũng được, hoặc 1 năm tại Singapore và năm sau các bạn chuyển tiếp đi Úc. Các bạn thì em không biết là trong năm 2015 thì bên trường mình có cái học bổng cũng như hỗ trợ nào cho sinh viên ạ? Hiện nay là trong khóa tháng 3, tháng 4, tháng 5, bạn nào mà apply hồ sơ, application fee thì các bạn sẽ được học bổng là 2.000 đô Singapore. Mà đăng ký cho các ngành của trường đại học Edinburgh Napier, đây là ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và trong đó cũng có ngành kỹ sư. Dạ. Nếu vậy thì cái yêu cầu để nhận được học bổng là chỉ cần đăng ký vào cái khóa này thôi hay sao chị? Hiện nay là cái yêu cầu nhận học bổng cái này là giống như người ta khuyến khích các bạn đi học thôi, chứ không có yêu cầu là phải có anh văn. Người ta chỉ cần là lớp 10 thì các bạn phải có học bạ là 7.0, còn lớp 11 và lớp 12 là 6.0. Yêu cầu cơ bản khi đăng ký nhập học, chứ không phải yêu cầu để lấy học bổng. Các bạn chỉ đăng ký trong khóa tháng 3, tháng 4, tháng 5. Ngày hạn cuối cùng của chương trình lấy học bổng là 30 tháng 5. Dạ rồi, còn về vấn đề nữa là cái cơ hội việc làm thì các bạn thường rất là quan tâm, thì không biết sau khi tốt nghiệp thì trường hỗ trợ gì ạ? Đây là điểm mạnh của trường. Theo thống kê của một tạp chí của nước ngoài là năm 2014, khi các bạn sinh viên tốt nghiệp trường học tại BSB
là trong vòng 3 tháng đầu là đã có 84% các bạn đã nhận được công việc làm. Còn sau 6 tháng là 94% nhận công việc làm. Còn những phần 6% còn lại không phải không có việc làm mà hầu hết là các bạn tự kinh doanh. Yeah. Chứ cơ hội việc làm ở trường còn một cái mà các bạn rất là quan tâm là khi trước khi tốt nghiệp bên BSB luôn luôn tổ chức một những cái buổi mà liên kết trực tiếp với những nhà tuyển dụng từ những cái tập đoàn lớn theo các ngành nghề mình học. Ví dụ như những cái ngành công nghiệp dược thì sẽ có tổ chức những nhà máy dược hoặc những bệnh viện. Trong công nghiệp dược mình có thể làm cả hai, những nhà máy dược cũng được mà bệnh viện cũng được, thì người ta sẽ tổ chức những cái buổi đó, các bạn tới tập, các bạn sinh viên sẽ trực tiếp gặp nhà tuyển dụng ngay tại trường, ở trường sẽ hỗ trợ cái buổi đó để cho mình phỏng vấn, hoặc là người ta sẽ gửi mình tới những cái công ty, những cái tổ chức mà cần có nhu cầu cần tuyển dụng. Còn một cái phương án cuối cùng nữa là họ luôn luôn có một cái bộ phận hỗ trợ xin việc làm sau khi tốt nghiệp. Các bạn liên hệ trực tiếp, có địa chỉ website các sẽ cung cấp sau cho các bạn. Nếu các bạn cần thông tin thì có thể mình lên trực tiếp từ website của trường. Dạ rồi, nghe ra thì rất là hấp dẫn đúng không ạ? Còn một vấn đề cuối cùng thì các bạn sinh viên khi xa nhà thì thường rất là bỡ ngỡ. Vậy thì không biết là khi mà ở sân bay thì trường mình có hỗ trợ đón các bạn hay không chị? Đúng rồi, cái đó là cái mà bên trường đang là điểm mạnh của trường. Các bạn yên tâm khi mà đăng ký nhập học tại trường, xếp xuất lịch thì bên trường sẽ có một bộ phận đón tại sân bay, đưa về tặng ký túc xá. Các bạn ở ký túc xá có rất là nhiều dạng ký túc xá, các bạn muốn ở ghép hoặc ở riêng hoặc là các bạn muốn ở homestay đều có. Trường là một cái điểm mạnh là ở gần trạm điện ngầm mà cũng gần trung tâm mua sắm ăn uống, những cái trung tâm mà người Việt mình ở cũng tương đối đông, và tất cả các thức ăn mọi thứ rất là thuận lợi cho các bạn sinh viên Việt Nam. Dạ rồi, vâng, rất là cảm ơn những thông tin mà chị Thu Thủy vừa gửi đến cho tất cả các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn, hy vọng sẽ gặp lại các bạn sinh viên ở BSB Singapore vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 sớm nhất. Và để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục du học Singapore như thế nào, các bạn cũng có thể truy cập vào website tuyendaiduong.edu.vn hoặc lên ngay với văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.